Chào mừng tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của môn học. Hôm nay cô hướng dẫn các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần sự chuyên môn hóa sản xuất của các cụm. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp câu hỏi, đó là câu số 24. Vùng nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước? Tây Nguyên. Chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp của cụm đáp cầu Bắc Giang đó là vật liệu xây dựng và phân hóa học. Vật liệu xây dựng và phân hóa học. Khu công nghiệp tập trung không có đặc điểm nào sau đây? Khu công nghiệp, câu này chưa đi học được. Bỏ đi. Khu công nghiệp tập trung nước ta phân bố nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, đáp án chọn là C. Các điểm công nghiệp đơn lẻ nước ta thường tập trung ở vùng nào? Tây Nguyên. Câu 29. Công nghiệp khai thác dầu khí nước ta phân bố chỉ ở vùng nào? Đáp án chọn là C. Đông Nam Bộ, đúng nào? Đông Nam Bộ. Câu 30. Công nghiệp khai thác than của nước ta phân bố. Công nghiệp khai thác than của nước ta phân bố chỉ ở vùng nào sau đây? Trung du và miền núi Bắc Bộ. Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chỉ ở vùng nào? Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Chính xác. Công nghiệp chế biến thủy hải sản nước ta phân bố chỉ ở vùng nào sau đây? Đồng bằng sông Cửu Long. Rồi. Vùng nào sau đây nước ta có ngành công nghiệp chậm phát triển? Rồi, câu này hai câu này bỏ đi, làm rồi. Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây? 3, 3, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Cơ cấu sản xuất công nghiệp nó tan chảy theo hướng nào? Tăng tỷ trọng công nghiệp khai thác, giảm tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Đáp án chọn là A. 33. Cơ cấu sản xuất công nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây? Cơ cấu sản xuất công nghiệp nước ta chứ không chuyển dịch theo hướng nào sau đây? Tăng tỷ trọng của công nghiệp không chuyển dịch theo hướng nào sau đây? Tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Giảm tỷ trọng công nghiệp. Tăng tỷ trọng. Đáp án chọn là C. Câu 34. Đây, tiếp đến. Các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta phân bố nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đáp án chọn là C. Câu 35. Ngành nào ra đây không phải công nghiệp trọng điểm nước ta? Không phải trọng điểm. Hàng không, vũ trụ. 36. 36. Chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp hướng Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả đó là cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng. Đáp án chọn là B. Câu 37. Chuyên môn hóa trong sản xuất hướng Hà Nội, Đông Anh, Thái Nguyên đó là hóa chất và giấy, cơ khí, luyện kim. Hóa chất giấy à? Thái Nguyên. Việt Trì mới là hóa chất giấy này. Việt Trì, luyện kim, cơ khí à? Đáp án chọn là
Đây. Rồi. Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm nước ta hiện nay? Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển chậm. Trong cơ cấu công nghiệp theo ngành thành phần nghề nước gồm hai thành phần. Khu vực nhà nước gồm có trung ương và tập thể. Đáp án chọn là B. Đáp cầu Bắc Giang. Bây giờ bỏ này đi. Thủy điện là hướng chuyên môn hóa từ Hà Nội đến Hòa Bình, Sơn La. Đáp án chọn là A. 39. Công nghiệp hóa chất và giấy là hướng chuyên môn hóa của Việt Trì, Lâm Thao. Đáp án A. 40. Trung tâm quan trọng nhất. Đáp án chọn là Thành phố Hồ Chí Minh. Vùng có công nghiệp phát triển chậm. Rồi bỏ cái này đi. Chúng ta chọn nhất không sẽ nữa thôi. Rồi. Rồi.